Và để liên tục chương trình hôm nay theo như lời yêu cầu thì chúng ta sẽ đến với giọng hát của anh Ba Mẫu. Cho một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Một chiếc hàng y đã bạc màu sương gió, bởi đêm đêm ngồi đợi bóng con tàu. Có mấy đường tơ biết gọi đến phương nào, đêm mấy chia tay về nơi đất quê. Nước mắt đôi dòng ràng rửa thấm bờ ôi, những con tàu dội đến rồi đi, trong xa xa khói trắng nguyện sương mờ, ngồi một mình lặng lẽ trước sân nhà, tu trước nghệ tha, tu này đây đó. Oh.
đợi chờ gì qua mấy bận tàn thu, khi người ấy không trở về đây nữa. Thân ra ta úa trời đòi, chỉ có một người ngồi đợi chiến tàu đêm. Xin cảm ơn.